Xin đi đồng, xin chào anh chị và các bạn. Rất vui chúng ta lại gặp nhau những cung đường lang thang ở khu vực Sài Gòn. Trước mặt anh chị đó là dòng kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Đây là con đường Hoàng Sa, mấy kia là con đường Trường Sa. Những hình ảnh xưa cũ và nay nó hoàn toàn khác anh chị ha. Ngày xưa thì cái nhà sàn nó che ra hai bờ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè này. Và cái hướng này thì chúng ta về cầu Thị Nghè. Và hôm nay xin đi với những cung đường lang thang để quay lại những hình ảnh góc phố, con đường xưa và nay để anh chị thấy Sài Gòn kế bên anh chị gần gũi hơn. Và Sunny cũng rất là vui thực hiện cái clip men theo một con đường rất là thân quen đối với anh chị, đó là xa lộ Biên Hòa, nay là con đường Điện Biên Phủ. Và trước mặt chúng ta đó là cầu Phan Thanh Giản, nay là cầu Điện Biên Phủ. Xa xa thì anh chị thấy cái cột cách áp của áp lực nước rất là quen thuộc anh chị ha. Nó có hai cột, cột ở cầu Phan Thanh Giản và một cột ở nhà máy nước Thủ Đức, gần ngã tư Thủ Đức, và được xây dựng khánh thành vào năm 1966. Và Sunny cũng rất là vui đứng đây hít thở một làn không khí trong lành và chúng ta ngắm lại cầu Phan Thanh Giản, cột cắt áp, một hình ảnh khó phai đối với những anh chị. Và chúng ta sẽ men theo cầu Phan Thanh Giản này đi tới cầu Sài Gòn trên con đường xa lộ Biên Hòa năm xưa. Thì như anh chị cũng biết, xa lộ Biên Hòa được xây dựng vào năm 1957 và khánh thành năm 1961. Nó rất là dài, nó kéo từ cầu Phan Thanh Giản này, nó kéo tới ngã ba Tam Hiệp, chợ sạch của Biên Hòa. Nó thông qua những địa điểm rất là thân quen, đó là ngã tư Hàng Xanh, bến xe Văn Thánh, cầu Sài Gòn, ngã ba RMK, cầu Rạch Chiếc, xi măng Hà Tiên và ngã tư Thủ Đức tới ngã ba Vũng Tàu và kéo dài tới ngã ba Tam Hiệp. Và bữa nay Sunny cũng muốn đứng đây để anh chị xác định vị trí của Sunny, và Sunny sẽ mời anh chị chúng ta đi một đoạn ngắn ở xa lộ Biên Hòa thôi. Từ ngay chỗ cầu Phan Thanh Giản tới cầu Sài Gòn, và Sunny sẽ ngược lại để anh chị hình dung được cái xa lộ Biên Hòa, nay là con đường Điện Biên Phủ, nó như thế nào. Và nếu mà qua cầu Sài Gòn đó anh chị, trở thành xa lộ Hà Nội, cái tên bây giờ nó như thế, để chúng ta nhìn lại ngó con đường ngày hôm nay nó như thế nào. Và Sunny tin chắc rằng anh chị đã từng đi ngang con đường này rồi. Và Sunny cũng rất là vui mời anh chị lên xe để chúng ta chậm rãi lăn bánh trên con đường thân quen ngày xưa, để giới thiệu anh chị về xa lộ Biên Hòa năm xưa, nay là Điện Biên Phủ, và xa lộ Hà Nội anh chị ha. Một đoạn ngắn thôi anh chị. Còn nếu có thời gian thì Sunny sẽ thực hiện cái clip thật dài đi xa lộ Biên Hòa, xa lộ Hà Nội tới Thủ Đức trong một cái clip sau nha anh chị ha. Chúng ta cùng nhau đi. Hôm nay thì thời tiết Sài Gòn trời xanh, mây trắng, và nhiệt độ thì khoảng 37 độ C, trời rất là oi bức. Nhưng mà dù sao đi nữa, trong cái mùa cách ly này nên không có cái khói bụi ồn ào, và con đường, những con đường rất là tĩnh lặng. Rồi, chúng ta cùng nhau đi với Sunny nha, để chúng ta nhìn ngó lại Sài Gòn luôn, lúc nào cũng bên anh chị. Rồi, chúng ta đi. Bây giờ thì xin đi cùng anh chị và các bạn đi xuống cái dạ cầu của con đường Điện Biên Phủ Phan Thanh Giản, dòng một cái bồn binh ngay chỗ đường Nguyễn Bình Khiêm, để đi xa lộ Biên Hòa, nay là Điện Biên Phủ. Thank you.
giờ nó có con đường Hoàng Sa, Trường Sa rất là tiện lợi. Chúng ta có thể xuất phát từ Thị Nghè và chúng ta đi về cái khu vực Ông Tạ luôn cũng được anh chị. Mình vòng nè, thay vì đi thẳng là về Ông Tạ đó. Những cây cầu như là Bùi Hữu Nghĩa, cầu Bông, cầu Kiệu, vân vân, cầu Công Lý. Nhưng mà xin đi cái dòng cái bùng binh này. À, mét trước mặt của anh chị đó là con đường Phan Thanh Giản, một con đường Phan Thanh Giản thật dài từ ngã 7 Lý Thái Tổ, đó là kéo tới cầu Phan Thanh Giản này luôn. Nay là con đường Điện Biên Phủ. Đây, đây là con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm phía trước mặt anh chị. À, những anh chị nào đã từng học võ trường Toản hoặc là trường Trương Vương thì đã từng đi con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm này. Hồi nãy là Sunny đứng ở dưới công viên đằng kia, mé phải đó. Bây giờ chúng ta sẽ lăn bánh trên cây cầu Phan Thanh Giản, này là Điện Biên Phủ anh chị. Cũng giải thích sơ về cái cắt áp như thế nào. Nó có hai cột cắt áp ở Thủ Đức và ở cầu Phan Thanh Giản này. Khi cái lượng nước bơm vào thì cái cột này có một cái ống 30 mét. Thế là nước dồn vào đây. Và từ đó nó giảm áp lực để nó chi phối những cái đường ống nhỏ cung cấp nước cho người dân xài. Chứ nếu mà anh chị cứ mà bơm thẳng từ nhà máy thì có thể những cái ống kia nó vỡ. Đây là cắt áp, nó chỉ có nguyên lý đơn giản như thế thôi. Ngày xưa là con đường này á, thì nó chỉ có theo những cái gì mà tài liệu ghi lại của cái nhà thầu RMK đó anh chị, của Mỹ, thì cái này chỉ có 21 mét thôi, nhưng mà bây giờ nó cả trăm mấy mét, nó chia rất là nhiều len. Mé bên trái thì nó có những cái hẻm để chúng ta đi ra Lăng Ông Bà Chiểu, mé bên phải thì chúng ta có những con đường để đi ra chợ Thị Nghè, cầu Thị Nghè. Đó, và xin đi ở cái len này để anh chị thấy bao quát con đường này ngày hôm nay nó như thế nào. Và xin đi rất là vui thực hiện các clip này, gửi anh chị đã xa Sài Gòn lâu, có thể là anh chị định cư ở nước ngoài, có thể anh chị về tỉnh. Còn đối với các bạn Sài Gòn thì con đường này thật là thân quen rồi, nó không có gì phải lạ anh chị. Và bây giờ cái ngã tư Hàng Xanh ngày xưa anh chị nhớ là có những cái cột bê tông con lương đó, gọi là con lương, nó rất là nhỏ, nhưng mà bây giờ nó trở thành cầu vượt. Xin đi để coi được phép chạy lên cầu vượt không thì xin đi sẽ chia sẻ anh chị cầu vượt nó như thế nào để chúng ta tiến về khu vực Văn Thánh, bến xe Văn Thánh, một nơi đó đầy kỷ niệm đối với những anh chị ở tỉnh ngày xưa mà lên Sài Gòn, kể cả Sinh Ni, những chuyến xe đò, những chuyến xe thang, xe lô, vân vân. Nhà cửa thì hai bên đã được xây sửa lại rồi hết anh chị, lý do là con đường này mở rộng mà, thì những cái phần mà nhà cửa thì bị giải tỏa đền bù hết. Và đối với những thập niên năm 90 mà Sunny lên đây á, thì nó con đường này giống như là đi cái hướng đi ra ngoại ô. Và anh chị cũng biết nếu mà chúng ta đi qua cầu Sài Gòn hoặc là đến bến xe Văn Thánh, chúng ta thấy những cái con kênh cầu Văn Thánh có cái ruộng ao rau muống, và đi qua cầu Sài Gòn là ruộng không là ruộng, nó kéo dài tới ngã ba Thủ Đức luôn. Ngã ba Thủ Đức, rồi ngã tư Thủ Đức, ngã ba Tân Vạn, ngã ba Vũng Tàu, cầu Đồng Nai, ngã ba Tam Hiệp, chợ Sạc đó. Sài Gòn mùa này oi bức lắm anh chị. Quên, bữa nay cập nhật cho anh chị, bữa nay là ngày 21 tháng 4 2020. Về tình hình bệnh dịch cúm thì qua 5 ngày thì vẫn là 268 ca dương tính tổng hợp từ lúc đầu dịch đến bây giờ. Điều đó thì Sunny cũng rất là vui, nhưng mà đi ra ngoài đường thì ai ai cũng cẩn thận.
ai ai cũng đeo khẩu trang anh chị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến cái khúc này, một cái địa điểm rất là thân quen anh chị, đó là ngã tư Hàng Xanh. Mé trái thì chúng ta sẽ đi về cầu Bình Triệu, Thanh Đa. Mé phải thì chúng ta về cầu Thị Nghè. Xin đi được thấy người ta đang chạy xe gắn máy lên cầu vượt anh chị. Rồi xin đi sẽ đứng đây để anh chị nhìn một tí gì đó cầu vượt. Khi mà chúng ta len cái con đường mé bên phải nè thì chúng ta có thể về cầu Thị Nghè, chợ Thị Nghè, hoặc là vòng ở dưới có một cái dưới dạ cầu. Mé bên trái thì về Thanh Đa, về cầu Bình Triệu và về Lăng Ngọc Bà Triệu. Xin đi sẽ chạy lên cầu vượt anh chị ha, để chúng ta ngắm nhìn cái ngã tư Hàng Xanh ngày hôm nay nó như thế nào để giới thiệu anh chị và các bạn. Tốc độ 50 km một giờ và con đường này có xe hơi chạy, xe gắn máy chạy anh chị. Mấy căn đèn cao cao mà mé bên phải đó, đó là ngay ngã tư Hàng Xanh. Sunny rất là nhớ những kỷ niệm ngày đầu tiên mà đặt lên Sài Gòn là đến bến xe Văn Thánh. Trong những cái clip trước thì Sunny cũng có chia sẻ với anh chị, mỗi lần về lên đây học, về thăm nhà đều ra bến xe Văn Thánh để đón xe đò về. Nơi đây là bến xe Văn Thánh, chợ Văn Thánh, khu vực Cù Lao Chính Mẫu ngày xưa. Những địa điểm mà đã đi vào văn thơ, kể cả âm nhạc, bài hát Cù Lao Chính Mẫu. Nhưng mà rất tiếc là cái bài hát đó không được phổ biến rộng rãi. Con đường này rộng quá trời rộng. Ngày xưa thì nó nhỏ bé thôi, chỉ có khoảng 21 mét. Bây giờ cả 100 mét, 120 mấy mét. Tất nhiên là cái số liệu nó không được chính xác anh chị ha. Và nơi đây ngay chỗ cái chung cư màu xanh xanh, cái che tấm bạc xanh xanh đó, là khi mình vượt qua cầu Văn Thánh phía trước mặt thì đó là mảnh đất của bến xe Văn Thánh ngày xưa. Một cái bến xe rất là nhiều kỷ niệm đối với Sunny và đối với các anh chị. Đây là cầu Văn Thánh. Còn cái chợ Văn Thánh là cái building đã hoàn thành, bây giờ nó trở thành một cái mall ở dưới và trên có cái chung cư. Mé trái là bến xe Văn Thánh. Khi mà đi đến đây thì Sunny nhớ lại cảnh xe ra vào đưa anh chị hành khách về Biên Hòa, Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Phan Rí, Nha Trang, vân vân. Đây, bến xe Văn Thánh, ngay cái building đó anh chị. Khi mà đi đến đây thì nhớ là những âm thanh rất là náo nhiệt, xua tan màn đêm anh chị ha. Những tiếng reo hò, bánh mì Sài Gòn đặc biệt thơm bơ, 1.000 một ổ đi. Và anh chị cũng nhớ một món quà những người đi Sài Gòn đem về tặng, đó là bánh mì, một cái ổ thật dài, cái lớp da vàng ống và có thịt vịt quay hoặc là heo quay. Những cái tiếng reo hò mà không thể nào quên đó là trà đá mía ghim đây. Đây là cái chợ Văn Thánh anh chị.
và có những cái chú người Hoa gánh, và có một cái reo hò rất là đặc biệt: "Phan mày xem mãi lê", và Sunny thường thường chế là "Quánh mày thấy mẹ lê". Rất là vui. Xin lỗi anh chị, nhớ lại những kỷ niệm xưa. Bánh ú bánh tét đi mấy thầy mấy cô ơi. Thời của Sunny ngày xưa đó thì đi những chiếc xe than, xe pho than, là xe lô, rồi nếu mà đi Đà Lạt thì xe Hải Âu của Liên Xô cũ đó anh chị, và xe Carosa tiếp khách đó, những chiếc xe đó để đi về Đà Lạt. Còn Vũng Tàu là toàn là đi xe lô, chiếc xe màu xanh xanh, và có những các một số chuyến đi về sông Bé, Bình Dương bây giờ anh chị, và Biên Hòa. Góc này thì cũng chia sẻ anh chị, cái cầu ở trên đó là cái đường metro trên cao Bến Thành Suối Tiên, quận 9. Thì nghe cái dự án này thì nó hoàn thành vào năm 2021, thì không biết chừng nào xong. Và chúng ta sẽ đi tới cái con đường này để giải thích anh chị thêm. Còn cái cầu mà sau cái cầu metro, tuyến metro trên cao mà chúng ta đã thấy, thì chúng ta thấy một cái cầu nữa, đó là cầu Nguyễn Hữu Cảnh. Nguyễn Hữu Cảnh là một con đường mới, ngày xưa thì không có, nó nối giữa ngay chỗ con đường Cường Để, Lê Thánh Tôn, rồi để đi tới cầu Sài Gòn này. Đó, mình quẹo phải là mình sẽ về Sở Thú được, Lê Thánh Tôn được, ra Bến Thành cũng rất là tiện lợi. Và Sunny cũng rất là vui mời anh chị chúng ta sẽ lăn bánh lên cầu Sài Gòn anh chị ha. Nếu mà đi thẳng mé bên phải đó thì đi vào Thanh Đa, hoặc là quẹo ngược lại, quẹo vòng lại. Sunny một lát sẽ vòng lại sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ lên cầu Sài Gòn. Đối với cầu Sài Gòn này được xây sửa rất là nhiều lần rồi, và nó thay đổi rất là nhiều, nó rộng hoàn toàn, nó rộng giống như một cái đại lộ. Nói về xa lộ thì năm 1970 thì để tránh cái việc ùn tắc giao thông thì có một cái xa lộ vành đai, đó là xa lộ Đại Hàng của Đại Hàng Hầu, và cái xa lộ Biên Hòa này của công ty Mỹ RMK, cái ngã tư RMK bây giờ vẫn còn anh chị, người dân vẫn còn kêu RMK. Nếu mà đọc theo những cái gì mà trên những cái tờ báo mà chia sẻ lại ngày xưa đó, người ta đồn đoán rằng đây là giống như là con đường xa lộ Biên Hòa thẳng tắp, nó giống như là một cái đường đáp máy bay gì đó, người ta nói như thế. Nhưng vào năm 1971 thì ở giữa có con lương phía giữa để cho cái việc giao thông nó thuận tiện, tránh tai nạn giao thông. Mà bây giờ Sunny cũng thấy hay, tất cả những cái quốc lộ đều có con lương, cảm thấy chạy xe cảm thấy rất là an toàn anh chị. Rồi chúng ta sẽ lăn bánh qua cầu Sài Gòn ngày hôm nay. Mé ngoài thì xe hơi, mé trong là xe gắn máy. Mé bên phải thì chúng ta đổ dốc cầu để tới quận 2, mé bên phải là làng Bình An, gọi Bình An, còn mé bên trái là Thảo Điền. Đối với khu vực này đó, ngày xưa thì ruộng ao muống đầy, từ đây trở đi là coi như ruộng ao muống rồi trồng lúa. Nhưng mà bây giờ anh chị thấy cuối tận chân trời là building, nhà lầu, những căn biệt thự. Và nếu mà dân thường như Sunny thì mơ mới tới là ở trong làng Bình An này và Thảo Điền.
tại vì khu này là biệt thự, nhà cao cấp không chị. Vì đoạn đường về Thủ Đức rất là xa, Sunny sẽ thực hiện cái clip về Thủ Đức sau. Thì Sunny tới tới đây thì Sunny sẽ quẹo dưới cái dạ cầu anh chị ha, dạ cầu Sài Gòn. Đối với ngày xưa đó, từ quận 2 thì chúng ta để đi qua bên bến Bạch Đằng ha, qua trung tâm Sài Gòn thì chúng ta chỉ có phà Thủ Thiêm. Và nếu mà đi đường bộ thì chúng ta phải băng qua cầu Sài Gòn để quẹo mé bên phải để về con đường Trần Não rồi đi về con đường phà Thủ Thiêm, chứ không còn con đường khác. Nhưng mà bây giờ cái phà không còn nữa, nó có rất là nhiều cầu nối giữa quận 2 với lại bên trung tâm Sài Gòn, kể cả hầm chui Thủ Thiêm. Rồi chúng ta quẹo một vòng anh chị. Mé bên phải ngày xưa là ruộng rau muống, mé bên trái cũng vậy. Đây con đâu có những cái căn nhà này đâu, bây giờ thì nó mở rộng ra nè. Xin lỗi anh chị, Sunny phải nói nhiều như thế, tại vì nếu mình không nói, mình chạy âm thầm mình chạy thì nói thằng này sao nó chạy đâu mà không biết ở đâu là đâu. Mình phải giải thích cặn kẽ, đặc biệt những anh chị xa Sài Gòn lâu đó, dựa vào những lời của Sunny nói thì nó dễ hình dung hơn, dễ hình dung. À khúc này, à khúc kia. Tất nhiên là ngày hôm nay tên đường mới, nhà cửa thì xây dựng lên thì chúng ta không thể nào nhìn nhận ra. Mé bên trái là con đường Trần Não. Con đường Trần Não này dẫn chúng ta tới phà Thủ Thiêm năm xưa. Mé bên phải dòng con đường này thì chúng ta sẽ có một cái công viên rất là rộng lớn. Sunny có rất là nhiều yêu cầu, như là sớm đạo Bùi Phát, con đường Trương Minh Giảng, chợ Trương Minh Giảng, rồi đường Thích Quảng Đức, con đường Hậu Giang, quận 6, rất nhiều. Thì Sunny sẽ cuốn chiếu nha anh chị. Tất nhiên mình làm một cái gì đó mình phải chu đáo, mình search trên thông tin trên mạng nó như thế nào, mình coi nơi đó có những cái gì để nhắc nhớ anh chị. Nhiều lúc là tìm tài liệu muốn mờ con mắt, nên anh chị gián đoạn anh chị không, chưa làm kịp anh chị cũng thông cảm. Nếu mà anh chị có coi cái clip này thì anh chị cũng thông cảm cho Sunny nha. Rồi chúng ta ở dưới đây là cầu Sài Gòn nè anh chị. Tiếng metro trên cao Bến Thành Suối Tiên. Vào mé trái thì chúng ta vào Thảo Điền. Thì anh chị cũng biết Thảo Điền Bu Ha có một cái ba Bu Ha bị ổ nhiễm á. Bây giờ thì cũng xong rồi anh chị. Quá cái thời gian cách ly rồi ca nhiễm không được phát sinh nữa. Còn cái đó cũng đều đáng mừng. Và Sunny sẽ một vòng lên cầu Sài Gòn nữa chị ha, để chúng ta ngắm về cái hướng trung tâm Sài Gòn như thế nào. Những con đường thân quen này cái gì anh chị chia sẻ ha, ngày xưa nó có những con đường như là những con đường vòng như thế này hay không. Quận 2 bây giờ là rớ vào và là phỏng tay anh chị, với những cái giá nhà mắc lắm. Mà ở quận 2, chính vì xưa mảnh đất trống, bây giờ nó quy hoạch lại có những cái ngôi biệt thự rất là đẹp. Rất đẹp. Rồi chúng ta vòng lên cầu Sài Gòn. Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Cái bài này thì nó không có
đụng chạm với Sài Gòn, nhưng mà đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt, tự nhiên nhớ đến cái bài hát phố núi cao, phố núi đầy sao, phố xa thanh thang đất gần, đi lên để xuân mai mà có em, thành phố sẽ thương. Pleiku anh chị, một thành phố cao nguyên, đi lên đi xuống may mà có em, thành phố dễ thương. Còn lăn bánh lên Sài Gòn, cầu Sài Gòn lên xuống mà chẳng thấy em nào dễ thương, đang lấy xe là không là xe. À, mé trái thì chúng ta thấy có một cái chung cư, một cái building rất lớn, đó là cái khu căn hộ cao cấp Landmark 81 và Wincom Central Park anh chị. Và Sunny cả thực hiện rất là nhiều clip ở khu vực đó rồi. Có một cái công viên cây xanh rất là đẹp. Và để ngắm sông Sài Gòn, có một chuỗi dài từ bến Thanh Chết ra về Thủ Đức, với bến Bạch Đằng về Thủ Đức, thì anh chị có thể trải nghiệm bến sông, đi bến sông giá thì cũng rất là rẻ, sạch sẽ, nhưng mà không phải là qua dịch cúm này anh chị. Trong thời buổi cách ly thì tất cả xe khách, những cái phương tiện công cộng, xe bus, bến sông gì không hoạt động, tất cả nhà hàng quán ăn không phục vụ khách, chỉ quán ăn mua đem về thôi, to go đó anh chị. Tất cả những cái mall thì đóng cửa đối với những cái hàng không thiết yếu, còn đối với nhà thuốc, cây xăng, ngân hàng, chợ truyền thống bán thực phẩm thì vẫn mở. Bây giờ thay vì chúng ta đi thẳng hạ dốc cầu tới bến xe Văn Thánh, ngã tư Hàng Xanh, thì Sunny sẽ quẹo một vòng để chúng ta sẽ đi con đường Nguyễn Hữu Cảnh, con đường mới nha anh chị. Rồi, con đường mới đi một vòng tới Sở Thú luôn. Trên con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm có hai ngôi trường của anh chị và các bạn, đó là Võ Trường Toản và Trương Vương. Võ Trường Toản và Trương Vương và những cái trường học mà chuẩn bị mở cửa vào đi học và lại vào đầu tháng 5 anh chị. Sunny sẽ đi con đường Nguyễn Hữu Cảnh nha, cái cầu Nguyễn Hữu Cảnh, đường Nguyễn Hữu Cảnh gửi tới anh chị, và có thể kết thúc ngay chỗ cổng Sở Thú. Cứ được chở anh chị đi lang thang như thế này cảm thấy vui. Để đặc biệt các cô chú lớn tuổi nhìn thấy những cảnh vật này cảm thấy ấm lòng hơn. Mấy trái thì chúng ta sẽ có con đường Nguyễn Xí để về bến xe miền Tây, cầu Bình Triệu, cư xá Thanh Đa. Mé phải thì chúng ta sẽ đi một vòng ở dưới cầu Sài Gòn để chúng ta lên cầu Nguyễn Hữu Cảnh. Đây là một cây cầu mới, một con đường mới hoàn toàn. Đây cầu Sài Gòn, nãy mình đi chiều dưới dạ cầu Sài Gòn mé bên quận 2, bữa nay mình đang chạy ở mé bên Bình Thạnh. Đối với những ngày xưa thì Sunny cũng không rành là mé trái là dọc cái dòng sông Sài Gòn này như thế nào, nhưng mà bây giờ nó là cảng, rồi nơi đóng tàu, rồi chung cư. Đối với những hình ảnh đó thì xin anh chị ngộ ra cái gì, anh chị chia sẻ thêm mé trái là gì.
ngày xưa nếu anh chị đã từng sống ở đây, khu vực này là Cù Lao Chính Mẫu ngày xưa, có những cái ao rau muống rất lớn, có những cái công ty mà vận tải đường sông, cảng. Có cái gì mà cái dùng cái từ gì ta, công ty mà xúc cát đó anh chị, sáng cạp hay gì đó, không biết cái từ đó là từ gì, quên. Cái gì anh chị chia sẻ giùm đó, chúng ta mới đi cầu Nguyễn Hữu Cảnh là đây là con đường Nguyễn Hữu Cảnh. Nếu mà chúng ta đi con đường Nguyễn Hữu Cảnh này, chúng ta đi hoài thì chúng ta sẽ tới con đường Lê Thánh Tôn để về chợ Bến Thành, trung tâm Sài Gòn. Đó, con đường mới là vậy. Còn mé phải thì nó len lỏi vào cái khu dân cư Cù Lao Chính Mẫu ngày xưa, chung cư Ngô Tất Tố, cây cầu Dầu. Đó, để chúng ta về chợ Thị Nghè, cầu Thị Nghè, mé bên phải đó anh chị. Con đường Nguyễn Hữu Cảnh này vào những cái dịp mưa kéo dài thì nó cũng bị ngập nước anh chị. Nước lên á, bây giờ cái từ gọi là chiều cường. Khi mà nước lên, mưa thì ở đây cũng ứ động, ngập tới nửa cái bánh xe. Khu vực này bây giờ thấy đổi khác rất là nhiều, những cái khu chung cư cao cấp mọc lên. Trái thì chúng ta có cái hầm chui để băng qua cái giao lộ phía trước mặt thôi, chỉ cho xe hơi đi thôi anh chị, còn xe xăng máy thì mình phải đi trên con đường này. Và trước mặt chúng ta có một cây cầu, đây là gọi là cây cầu Thủ Thiêm 2, nối với lại quận 2. Cầu Thủ Thiêm nói với quận 2 qua cái bên mé hướng Thị Nghè, cầu Thị Nghè, chợ Thị Nghè mé phải nè anh chị. Cây cầu Dầu đồ, chung cư Ngô Tất Tố mé phải, nhưng mà Sunny cũng đi thẳng về Thợ Thú để đón chào. Con đường rất là đẹp, có hàng cây, đó là con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, lá vàng bay bay. Và mùa này đang có cái mùa hoa dầu bay bay trong gió anh chị. Cái từ thứ hai gọi là hoa trò đó, học trò đó, tuổi thơ mà quăng lên là nó xoay tuyết cho theo gió đó. Hôm nào Sunny sẽ kiếm một con đường nào có hoa dầu nhiều, chắc có thể là con đường trung tâm hoặc là công viên Tao Đàn, để quay lại những hình ảnh đó gửi anh chị và các bạn, và bảo đảm những các anh chị và các bạn từ thế hệ 8X trở lên thì rất là nhớ cái hoa dầu bay trong gió đó. Chứ các em sau này toàn là không biết những cái đó, không biết những trò chơi đó, toàn là chơi game, chơi máy vi tính, chơi iPad. Hôm nay trời nóng lắm chị, hôi bức và nóng, nóng vô cùng cực.
có những con đường để cũng quanh quanh để chúng ta đi ra cầu Thị Nghè, chợ Thị Nghè thôi anh chị. Bây giờ nó trở thành một cái tên, một số tên mới mà kể cả sinh đi nhắm cái hướng thôi, cập nhật không kịp. Đây là cây cầu Thị Nghè 2 bắc qua dòng kênh Thị Nghè. À, mé phải thì theo xuôi theo dòng kênh thì chúng ta có chợ Thị Nghè, cầu Thị Nghè 1 ngay chỗ hồ bơi Yết Kiêu đó anh chị. Đó, và cái vòng xoay bắt đầu mình sẽ lăn bánh mé bên phải thì chúng ta thấy một cái vườn bạc ngàn của khu sở thú. Bây giờ mấy con thú cũng bị cách ly hết anh chị. Nói cho vui vậy thôi, cái mùa dịch này nè thì sở thú đóng cửa không tiếp khách nên mấy con thú cách ly, nhưng mà đặc biệt mấy con thú này rất là ngoan ngoãn, cảm thấy khỏe ra khi bị cách ly, cho ăn đầy đủ rồi không ai quấy phá, không khí trong lành, nghe tiếng chim ca đó, ăn rồi xong lại ngủ đó. Mấy con thú này khỏe nhất bị cách ly mà coi như khỏe. Rồi, tới đây thì Sunny sẽ quẹo, thay vì đi thẳng thì chúng ta tới con đường Cường Đệ và Lê Thánh Tôn. Sunny sẽ quẹo con đường Nguyễn Bình Khiêm này, tại vì sao? Sunny rất là thích đi con đường này. Con đường này tự nhiên nó sao xuyến, nó lưu luyến trong tâm hồn mình với những cái ngôi trường, những hàng cây bóng mát như thế này, những lá vàng rơi bay trong gió. Nó níu kéo hồi ức về cái tuổi thơ của Sunny. Một cái thời gian nở mộn, đôi khi cũng lạng xẹt của cái tuổi học trò, nhưng mà không bao giờ quên, đó là mé trái là đường trường Trưng Vương. Và những tiếng ve sầu kêu rồi anh chị. Xin đi tạm im lặng nha anh chị ha, để anh chị lắng nghe tiếng ve sầu. Đứng lại để không có cái tiếng máy xe. Rồi, chúng ta lại đi tiếp. Còn khoảng vài tầng nữa thì ngoài đường những cái cánh bướm bay trong gió, rồi là các nữ sinh hoặc mặc áo dài lúc tan trường về bay trong gió, rất là đẹp. Anh chị không biết là thích ngắm tà áo dài bay trong gió. Tất nhiên là thời tiết này không thể nào bay được. Anh chị thích ngắm áo dài trong mùa nào? Riêng thì Sunny thích ngắm áo dài trong mùa mưa. Nó nhiều lúc nó nhẹ nhàng, nó thi vị làm sao. Có thể nếu mà làm thơ được cũng làm thơ được. Rồi trước mặt anh chị đó là cổng sở thú bị đóng cửa và những con thú bị cách ly rồi. Và Sunny cũng rất là vui ngưng tại cổng sở thú này, là cái điểm chót của video hành trình để chúng ta thăm lại xa lộ Biên Hòa. Nay là con đường Điện Biên Phủ, từ cầu Phan Thanh Giản Điện Biên Phủ tới cầu Sài Gòn, để anh chị nhìn ngó Sài Gòn ngày hôm nay như thế nào để cập nhật cho anh chị. Và nhân đây thì Sunny cũng kính chúc anh chị và các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Hẹn gặp lại anh chị trong những clip lang thang tiếp theo. Để ủng hộ kênh Sunny thì anh chị nhớ like, share những người chưa biết kênh Sunny, và đặc biệt đăng ký kênh của Sunny. Bye bye anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại. Bye bye.